ra con rất là ấn tượng với cái CV của ảnh. Cái CV gì mà dài 2 tờ A4, viết rất là nhiều kinh nghiệm tràn đầy luôn. Rồi cái hình mà trên cái CV á thì nhìn rất là thấy ghê. Đi ghê là như thế nào? Dạ, anh đi từ xa nha. Cái bé để tầng nó nhớ mắt với con đó nè. Ảnh ghê, ảnh ghê đó. Xong rồi lúc mà ảnh vừa ngồi xuống, rồi đẹp trai dữ rồi trời. Ảnh vừa đặt lúc ngồi xuống, cảm chế với chân. Ở đây có tiện nào diễn hình ảnh không em? Nói rồi trời ơi, cái gì mà chuyên nghiệp dữ vậy, mới vô hỏi mình một cái chức vị mà mình cảm thấy nó còn to hơn mình nữa. Rồi bây giờ mời hai con giới thiệu về mình. Con là Trần Công Thành, làm quay phim, đây là sếp của con. Thành năm nay bao nhiêu tuổi? À, con 28. Hiện giờ Thành đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh hả con? Vâng, con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, còn đây là sếp con. Sếp giới thiệu. Sếp giới thiệu đi sếp. Dạ, con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận. Con tên là Kỳ Trúc, con 26 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của con là producer sản xuất video. Bây giờ chắc có lẽ là hai bạn, cái tình yêu các bạn cũng chớm nở. Nó liên quan đến showbiz, nó liên quan đến chương trình đúng không? Cái nghề nghiệp đó đúng không? Dạ, gần đúng vậy. Thôi bây giờ kể luôn đi, đừng để chú đoán chặt lết hoài à. Dạ, câu chuyện đó là con đang chuẩn bị thành lập một cái team về sản xuất video. Thì con có tuyển quay phim. Thì con nhận được cái CV của ảnh. Con mở ra con rất là ấn tượng với cái CV của ảnh. Cái CV gì mà dài 2 tờ A4, viết rất là nhiều kinh nghiệm tràn đầy luôn. Rồi cái hình mà trên cái CV á thì nhìn rất là thấy ghê. Đi ghê là như thế nào? Dạ, người mà nhìn già mà nhìn sợ lắm. Nhìn ngầu mà già mà tóc thì dài. Kế bên là một cái máy quay phim to, thật là to. Đó mà con nghĩ là chỗ cái người này chắc chuyên nghiệp lắm. Mình tuyển người chưa chắc gì người ta làm với mình đâu. Thì con mới nói với lại trợ lý là thôi cứ mời đại đi, chưa chắc gì người ta lên đâu. Cái nó mời, 5 phút sau trả lời liền. Trả lời liền luôn là anh sẽ đến tham dự cái buổi phỏng vấn đó. Cái lúc mà con đi xuống, con từ cầu thang con đi xuống á, thì anh đã ngồi ở chỗ cái quầy lễ tân đợi rồi. Con nhìn từ xa á, trời đất ơi là trời, người rừng cái gì á, nhìn sợ quá. Người thì to, cao mà mang ba lô mà cũng to luôn. Nhìn tóc thì dài, lúc đó tóc dài nó không có được như bây giờ đâu, tóc dài mà bụi bặm. Cái con ngồi định thần hồi luôn, con mới nhờ lễ tân gọi anh vô. Anh đi từ xa nha, cái con bé lễ tân nó nhíu mắt với con đó nè. Ảnh ghê đó. Xong rồi lúc mà ảnh vừa ngồi xuống, rồi đẹp trai dữ rồi trời. Ảnh vừa đặt lúc ngồi xuống, cảm chế với chân. Ở đây có tuyển nào diễn hình ảnh không em? Đúng đó, chị. Hết rồi trời ơi, cái gì mà chuyên nghiệp dữ vậy, mới vô hỏi mình một cái chức vị mà mình cảm thấy nó còn to hơn mình nữa. Thì ông này chắc ông làm cái gì rồi, thôi giờ mình ngồi mình nói gì giờ, để nhanh cho đi về, chắc cũng không có làm việc chung được đâu. Vừa gặp em, anh khen em xinh luôn mà. Con vừa nhìn thấy con nói xinh hết. Rồi con tiếp tục câu chuyện đi. Lúc đó khi mà con nhìn thấy bạn này là trong đầu con suy nghĩ là trời ơi sao mà xinh vậy đúng không? Vâng. Còn bạn này thấy con cái là trời sao mà đẹp trai quá vậy. Đó, hai đứa cũng có suy nghĩ giống nhau á. Đánh ngang tay. Nhưng mà cái buổi phỏng vấn đó nó diễn ra lâu không? Con cứ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng mà lúc con hỏi bạn là em có ở đây có nhận đạo diễn hình ảnh không thì bạn trả lời sao? Bạn bảo chỉ nhận đang tuyển quay phim thôi. Rồi sau đó là nói thẳng luôn vô cái mức lương luôn. Đấy, con bảo là anh làm tầm 15 triệu được tháng. Con bảo là ở đây chỉ có 9 triệu tháng thôi. Anh có làm không? Rồi con nói ok sao? Luôn. Ok là tại vì bé này xinh quá đúng không? Vâng, chắc là yếu tố ấy là đó, em định hỏi sau cái bộ phỏng vấn đó. Chính thức là nhân viên của producer này rồi. Thì con âm thầm con vẫn thích, thì con tìm hiểu, con tấn công thôi. Không hiểu sao trước đây con khá là bị động trong tình yêu, nhưng mà từ đợt gặp bạn này con lại chuyển sang trạng thái chủ động. Tại cái điểm bên này nó mạnh quá. Con rất là tự tin vào bản thân con khi gặp bạn này, là con cứ bình thường. Con tiếp cận chia sẻ với nhau mọi thứ, từ công việc, cuộc sống. Hai đứa thấy hợp nhau thì tiến tới với nhau. Nhưng mà trong một cái công ty, trong một cái team như vậy thì rất là nhiều người. Dạ. Vậy thì trong cái chuyện mà để cho các bạn tìm hiểu nhau á, thì nó có bị gặp những cái trục trặc trở ngại gì không? Có gì ra một cái quy định trong cái team của con là không được yêu đương. Không được yêu đương. Không được yêu người trong team đó, phải đúng không? Rồi, dạ, đúng rồi. Rồi cuối cùng chính con là người phá lệ đúng không? Con là sếp mà muốn làm gì cũng được. Thời điểm đó đổi luật được mà. Thời điểm đó tới nay là có mình cặp này, không có cặp nào hết chứ. Ảnh sợ. Mỗi khi mà thực hiện một cái dự án chắc có lẽ là anh lén anh nhìn vợ không chứ không dạ, có nhìn. Nhìn mà tới nỗi con biết là nhìn con luôn á. Con nhớ có một lần đó là các bạn biên tập viết một kịch bản về tình yêu. Nhưng mà lần đó bị thiếu diễn viên, cái con với ảnh ra đóng luôn. Có cảnh hôn nhau luôn. Vậy hả? Ôi. Dạ, chắc có lẽ là lúc đó là con mới thật sự là thích. Dạ mê lắm. Dạ mê lắm. Mê lắm đúng không? Lúc mà tìm hiểu thôi, chưa chính thức nói lời yêu với nhau.
là con có khó ghẹo ảnh. Con có nói là em là người chuyển giới á. Vậy hả? Em là người chuyển giới á, anh coi chừng đó nha. Tin lắm cô. Thế tại hả? Vì con diễn hay lắm. Con diễn cái trò đó hay lắm. Con còn kết hợp với lại trợ lý con diễn cái trò đó nữa. Nên anh tin vô cùng. Cái hồi đầu mà tìm hiểu nhau á, anh đâu dám đụng vô người con đâu. Anh cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm. Nhưng mà sao con lại chọc ảnh như vậy? Con cũng không biết. Vui rồi đúng không? Đúng rồi, kiểu như lúc đó cái lúc đó con vui miệng với con ghẹo thôi. Cái anh cứ thằng bé hoảng hốt lên. Nếu thực sự như là cô nói thì con thấy sao? Nói chung là con thích rồi, con yêu rồi cô ạ. Yêu rồi thì sao? Con phải tìm hiểu xem là cô ấy nói đúng không. Bật mí đi con. Đến nhà con phải tiêm một vòng xung quanh, con tìm xem có đồ phụ nữ không. Đây con thấy một giỏ luôn đấy con. Thấy một giỏ bánh. Dụ tôi tròn tôi rồi đó. Trong cái khoảng thời gian trước khi cưới đó, là hai đứa yêu nhau đó, thì là con có ghen không? Có một lần là anh đi làm phim, xong rồi anh có gặp cái bạn đó, cũng biết là anh đã có người yêu rồi. Nhưng mà vẫn cố chấp là theo tới cùng. Thì anh cũng không nói cho con nghe là có con bé nó có theo mình vậy. Xong rồi một lần đó là con với anh đang ngồi ăn uống với nhau. Thì có cuộc gọi điện thoại đến. Gọi hai lần anh không bắt máy, anh cúp. Xong tới lần thứ ba anh alo. Cái em bé nói là anh đang ở đâu vậy? Anh qua em được không? Em say quá. Cái ảnh mới nói là anh bận rồi, trễ muộn rồi, thôi em ngủ đi. Thế thôi nhá, cúp. Gọi lại lần nữa con. Con nghĩ chắc ảnh cũng không còn cách nào khác ngoài cách là nói thật. Thì ảnh mới nói cho em bé đó là anh đang ở với bạn gái. Vậy thôi nha, mà lúc đó tối rồi cô. Mà con gái lứa gì gọi cho người ta mà đã có bồ rồi, gọi cho người ta là anh ơi em say quá, qua với em đi. Ủa ý gì? Bây giờ con ghét tới bây giờ luôn con, thật sự. Sau đó thì là có giận hờn, có chia tay gì không? Vì cái chuyện đó. Vì chuyện đó thì tụi con không có chia tay. Tụi con chia tay vì cái chuyện khác. Là ảnh lỡ chửi thề đó con. Cho nên con chia tay luôn. Lúc đó im lặng chắc cũng khoảng 4 ngày. Đó là lần chia tay lâu nhất. Lâu quá, 4 ngày. 4 ngày. Là lâu nhất đó. Lâu nhất rồi đó. Trời lâu quá chị ơi. Lâu quá. Rồi con làm gì để gọi là quay lại? Con viết thư tay, con xin lỗi. Lúc mà con đọc cái bức thư tay đó là chồng tôi chắc rồi, chồng tôi. Có nghĩa là đọc xong một cái là con xác định đây là chồng luôn. Con xác định luôn là đây chồng mình chứ không ai chứ, mình phải cưới cái người này làm chồng mới được. Ủa có dựa trên cái cơ sở nào, chú rất muốn biết. Dựa trên cái cơ sở nào, cái nội dung ra sao mà con hay quá vậy? Thì đợt đấy con đi công tác ở Phú Quốc thì con mới bảo là ở đây cảnh đẹp nhưng mà không có em thì anh thấy cũng chả ra gì. Con biết đại ý như thế thôi. Nên là con rất cần bạn ý. Đọc cảm động không con, hay là sung sướng? Dạ vừa cảm động chứ, vừa sướng luôn. Rồi hai đứa lấy nhau là nay được chưa được năm đúng không? Dạ chưa. Ba. Nói nghe nè, mấy anh quay phim á thì đại đa số là ít có lãng mạn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chồng em thì sao? Hồi trước tới giờ con luôn mong muốn là chồng con lãng mạn. Nhưng mà con thấy là điều đó, nếu mà ảnh mà lãng mạn là ảnh không phải là chồng con nữa. Nhưng mà ảnh có sự thay đổi. Là ảnh để ý là vợ mình thích cái gì. Biết là vợ thích uống nước ép nè. Đi làm về là con đưa nước ép mua cho vợ. Rồi mỗi tuần là mua hoa cho vợ để vợ cắm trong nhà cho nó đẹp. Cái đó là lãng mạn đó con. Dạ. Cái đó là lãng mạn chứ con gì nữa. Trời, tôi chưa mua hoa cho vợ tôi cắm luôn. Em tệ quá. Em quá tệ. Em dạ, mua hoa về để cúng đâu. Sẵn đây thì con kể luôn cái tật xấu của chồng con, ngoài cái những cái đức tính tốt đó ra thì có những cái tật xấu gì con kể luôn đi con. Con nhờ cô Hồng Vân xem xét giùm con phải là tật xấu không nha. Chồng con hay nghĩ là con ra lệnh. Ví dụ như là anh ơi đi rửa chân đi, anh ơi đi rửa chân đi, anh ơi đi rửa chân đi, cứ 3 lần như vậy là anh sẽ nghĩ là em ra lệnh cho anh đó hả? Vậy đó hả? Dạ. Tại sao con lại nghĩ đó là ra lệnh ta? Chắc là do tông giọng bạn ấy hơi cao thì không, nhưng mà nói cái giống vậy không? Hét, có cái ngữ âm của Việt Nam mình ngộ lắm nha con. Như anh ơi anh đi rửa chân nha anh, hoặc anh ơi chút xíu anh nhớ rửa chân nha, anh ơi rửa chân nha là khác. Nhiều khi con đang ngồi giật mình con kiểu thế. Con nhắc là em nên điều chỉnh lại cái đó thì thật cái nó phải ra lệnh nhưng mà nó lớn tiếng quá. Sẵn đây con nói thêm một cái nữa thì anh luôn nghĩ là những cái đó mình có thể bỏ qua cho vợ được, chẳng hạn những cái chuyện mà con nói như vậy đó thì anh nghĩ là thì nhiều khi anh nghe anh khó chịu xong mà anh vẫn làm. Nhưng mà sau đó ví dụ mà có một cái sự gây lộn gì đó hay hai vợ chồng mà gây lộn thì anh sẽ lôi tất cả những cái chuyện đó anh ra anh nói một lần. Con mong muốn là ví dụ như là anh không thích em cái gì ngay tại thời điểm đó thì anh nói luôn. Mình góp ý mình sửa luôn. Nhưng mà anh lại không, anh sẽ là người giấu, anh sẽ nghĩ là anh sẽ trên tinh thần là mình thương vợ cho nên mình bỏ qua cho vợ được. Mà tới khi một lúc nào đó đúng chuyện gây lộn, dạ đúng rồi, anh sẽ lôi ra anh nói.
Theo cô là như vậy nha. Vâng. Con ngay lúc đó con im là đúng, con là con đè nén cảm xúc của mình là đúng. Nhưng mà trong cái buổi tối hôm đó, ngay ngày hôm đó là con phải nói luôn. Cái lúc mà hai đứa vui vẻ hòa thuận lại với nhau, con nói luôn. Hồi chiều em cái tông em hơi bị lớn nha, anh không thích như vậy. Mai mốt cũng cái tông đó, cũng cái lời nói đó, nhưng mà em nhẹ xuống một cái là anh vui vẻ anh làm việc, là vợ chồng anh không có bị cái ức chế là xong. Chứ con đừng có dồn nén lại, xong đến một lúc mình chịu hết nổi, mình bộc phát ra một cái là lúc đó nó dễ đi đến cái sự mà cãi vã nhau một cách không mong muốn á con. Thực sự là mình có thể sửa được con. Là ngay tối đó con nói luôn, con nói luôn đi con, là con sẽ nhẹ mà vợ con đúng cũng rồi. Hiểu đó. Tại vì hai đứa là phải cọ sát cái một thời gian nữa để mà hiểu được tính cách của nhau mới mà. Rồi. Còn gì nữa không nè? Khui tiếp tật xấu nữa đi. Mở điện thoại anh ra mà lướt Insta hay là Facebook á cô, là thấy hình gái không? Gái. Xong rồi nhiều khi con cũng nói, con không có cấm hay là gì hết. Không có cấm hay là bắt hủy kết bạn kia, coi cái đó con không làm. Mà con hay hỏi là sao Facebook anh lúc nào cũng hình gái vậy, mở lên gì cũng gái chứ. Anh nhìn em nè, em đâu có đâu, đâu có thằng nào đâu. Cái anh nói là tính chất công việc. cũng đúng chứ không phải không. Nhất là quay phim mà những cái về phim ảnh, về những cái cả gì nhạc, về nghệ đó, thuật, về ca nhạc là phải cái đẹp, phải có cái đẹp. Nhưng mà theo cô nha, tại sao con đàn ông cũng đẹp vậy, cảnh trí cũng đẹp vậy, con độn vô thay vì nữ không thì con cũng phải để nét đẹp của đàn ông, của phong cảnh này kia nọ, vợ con không hiểu lầm. Không, con có cho xem mà cô. Con cũng độn. Nhưng mà đa số cỡ 80% là hình gái không anh nè. Một ngày nào đó em ơi, trai sáu mũi không còn thành trai nữa, làm mệt nữa đó, làm mệt, có thay đổi nữa đó. Rồi giờ tới con, vợ con những cái tật xấu gì? Đây con thấy vợ con nhiều lúc mà nói hơi to, to tiếng và... đúng không? Nói lớn tiếng rồi. Nè, rồi gì nữa? Shopping online hay nhiều. Shopping. Cái đó là những cái tật cố hỷ của các bà vợ. Rồi tiếp tục. Hôm qua con nhận hàng online, nhận như một thùng, hơi cũng hơi to, cái chồng cũng đứng từ xa nhìn. Cái này vợ mới mua đồ để dưới bếp, đồ để chén đũa này kia chồng chứ phải quần áo. Rồi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con không mong muốn vợ thay đổi, vì nếu mà mình mong muốn là vợ làm theo ý mình thì không xuất phát từ kiểu trái tim của vợ con ấy. Con nghĩ là vợ con sẽ thay đổi dần dần. Em thỉnh thoảng anh góp ý thì em lắng nghe anh một chút kiểu thế. Đấy, cô thì cô nghĩ về nè, tụi con còn rất là mới. Thì chắc chắn là tụi con sẽ có cái thời gian để mà cọ sát về tính cách, về cá tính với nhau, thì sẽ có những cái xung đột. Chắc chắn là như vậy, không thể nào mà yên bình được. Nhưng mà cô chỉ khuyên tụi con là tất cả những cái cãi vã đó, những cái xung đột đó, nó chỉ làm cho tụi con hiểu nhau hơn và làm cho cái tình cảm gia đình tụi con gắn kết hơn. Cho nên rằng là sau tất cả những cái chuyện cãi vã đó thì phải nghĩ đến cái lớn lao hơn. Đó là cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc của mình. Cho nên là lỗi của đứa nào, đứa đó sẽ chủ động là cái người mà xin lỗi đứa kia. Đó, để mình làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngọc, 32 tuổi, là kỹ sư điện. Rồi, còn em? Dạ, em là Ngọc Minh, 28 tuổi, là dược sĩ. Anh này là kỹ sư, anh này là cô dược sĩ. Chắc là quen nhau là anh này đến mua thuốc phải không? Dạ, không phải. Thì tình cờ là câu lạc bộ em một ngày đó là tổ chức đi cắm trại ở công viên Lê Thị Riêng. Thì là chị của bạn này là đăng ký. Mà chị bạn này thì không có đi, kêu bạn này đi. Coi biết trước luôn đó. Đưa bạn này đi. Mối tình của công chúa hoàng tử đó. Rồi đưa bạn này đi, rồi hai người gặp nhau. Không phải, dạ. Lúc đầu là nghe mọi người hát văn nghệ này kia. Rồi xong rồi cái tới cái màn đi chơi ném bột. Cái em cũng nhào vô em chơi luôn. Thì anh này ở đâu đằng xa chạy tới, em cứ ném bột vô anh này thôi. Bởi vì người đầu tiên em chơi là chơi với anh này. Từ lúc mà bị chơi đó, tới lúc mà quen nhau là bao lâu? Năm sau em chở lui đi học về tới lui á thì mới chắc thấy đẹp trai hay gì á. Tại tin quá. Có không, có thấy đẹp trai không? Không anh. Không đẹp trai sao cưới? Tại vì em thấy được người nên em cưới, với em đâu phải đẹp trai mà em cưới. Được người nó còn hơi đẹp trai nữa nha. Ủa, rồi trong cái lúc quen nhau có chia tay lần nào, có gây gỗ giận hờn gì không? Có gây lộn hoài à anh. Nhưng mà gây mà có chia không? Chia đâu có được đâu. Wow. Anh này không có chiêu chia. Một năm sau mới yêu, rồi yêu bao lâu thì cưới? 7 năm ạ. 7 năm rồi, trong 7 năm đó là mấy lần chia? Nói chia tay thì cũng không đúng, là coi như là em không chịu quen nữa. Mỗi lần em không chịu quen nữa cứ bắt em phải quen. Rồi bực mình lấy cho rồi đó phải. Rồi là lúc lấy nhau rồi sao? Đâu còn gì mà lòi chạch cái gì không? Có, ham ngủ lắm. Cái tật xấu là ham ngủ thôi đúng không? Dạ. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn. Cho bạn mượn tiền hoài à. Trời ơi. Nên nhiều khi em đòi hoài cái bực.
không vợ em có cái tâm tốt. Ai trả ai trả không trả thì thôi. Thì đó thay vì đi làm từ thiện ở xa thì bây giờ nói gần gũi này cho mượn hết luôn. mà cái lần mượn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Vài triệu vậy đó. Trời ơi má ơi, vài triệu. Nhưng mà có khi nào mà cũng chính vì cái chuyện mà cái tâm tốt đó mà hai vợ chồng gây lộn nhau? Gây thì em không có gây, em chỉ nhắc là tới giờ rồi đòi nhắc người ta. Tức là bạn em á thì mượn xong thì cũng có nói là khi nào lãnh lương thì trả, thì có người thì khi nào có tiền thì trả vậy đó. Tới mà nhưng họ không trả, nhiều khi em cũng không nhớ chị ơi. Thường thường là bạn bè thân thì em mới cho mượn. Mà xong rồi họ tự trả thì trả chứ em không có muốn đòi. Rồi xong rồi thân ai lấy lo luôn. Rồi xong rồi cái anh này nhắc em bật, ấy nói bạn bè thì chừng nào người ta có thì người ta trả thôi chứ có gì đâu. Em còn tiền cho anh mượn nữa không? Giờ hết tiền rồi anh. Ủa sao vậy? Giờ tiền là em quản lý. Trước đây là em quản lý tiền đúng không Minh? Dạ. Nhưng mà chính vì cái tâm tốt quá cho nên ổng lấy luôn. Lúc đúng không? Trước thì có bao nhiêu tiền lãnh lương ra thì cứ đưa em hết. Cứ mỗi lần hỏi tiền em còn không thì em cứ cũng hết luôn. Trời ơi em tốt quá Minh ơi. Rồi bây giờ em chi tiêu bằng cái gì? Thẻ. Em nạp vô thẻ. Rút tiền trong thẻ ra cho mượn. Dạ, thẻ này là không rút được, rút là bị lỗ. Cái đó thì chỉ được xài thôi chứ không được rút. Có lần nào mà vợ em mà lén rút tiền cho cái cơn mà mượn, cái cơn mà bị em phát hiện liền tại trận không? Cái đó không phải là lén, giống như là vợ thường đi siêu thị với bạn á thì bạn cũng mua xong rồi thanh toán thì người ta gửi tiền mặt lại. Thì nhiều khi em cũng hay anh tra tài khoản rồi thấy ủa sao nó bị hụt tiền. Hỏi sao mua gì, vợ đầu nó mua vậy xong người gọi đầu vợ mới đưa tiền lại. Chứ không hỏi là tiền cho người ta mượn nữa. Nếu mà không hỏi em lấy lại cũng không xài, lấy lại xong em đi nạp vô lại tài khoản. Nhưng mà em phát hiện là từ đâu? Thẻ là em quản lý tên của em. Thành ra là lúc bao nhiêu là báo báo về điện thoại. Ngoài cái chuyện nghĩa hiệp đó ra thì vợ em còn có cái tính tốt nào nữa không? Đó nè, vợ em nói là mở tiệm thuốc cũng được à. Sao vậy? Ai lợi là cho phát miễn phí. Tiền ta còn cho mượn được không chi thuốc. Trời ơi là đưa liền. Là đâu cho mở đâu. Chưa hả? Dạ chưa mở. Nào mở nhớ nói chị địa chỉ nha. Mấy em vậy rồi nên thôi em không dám mở. Tại bên vợ làm bên đông y á. Mà vui á, kể chuyện chồng quản lý hết tiền bạc mặt vui thì vui. Không thấy tự ái mà không có thấy gì bực mình hết chứ. Thật chất thì tiền em đúng đâu sai, nhậu nhẹt cà phê cà pháo bạn bè cũng không có. Thực sự thì khi mà em bị chồng quản lý vậy em có cảm thấy buồn không? Dạ không ạ. Bây giờ thì hỏi chi cái mặt ta vui không chết. Em có tính được tổng cái số tiền mà vợ em cho mượn xong rồi quên đòi không? Cái này em không biết, lúc trước cứ nói hết tiền hoài vô gia. Em kể cụ thể giùm cho anh chị nghe một cái câu chuyện mượn tiền mà để hai vợ chồng cãi vã nhau. Nói chung là đồng ý cho mượn. Nhưng mà theo tính em á, người ta mượn hẹn ngày đó là phải có câu trả lời cho em. Chứ tới ngày đó cứ im luôn. Cái em nhắc hoài với vợ em hay bật không có thích đòi. Đòi thì ngại. Không phải em không thích đòi chị, mà tại vì những người em cho mượn người ta tốt bụng. Thì người ta có những cái cảnh khó của người ta chị. Thì chừng nào người ta có thì người ta tự trả thôi. Chứ lo gì cái chuyện đó. Chị hiểu. Đó thì nên là em thấy vậy nên cứ nhắc để làm gì. Sức mẻ tình cảm. Rồi là hai chồng gây. Dạ, nói thì em nói thôi đừng có nhắc nữa là em nổi quạo lên là em điên lên á. Điên lên hả? Tại vì như Bin mà mượn tiền chị là chị không dám đòi đó. Không đòi. Chừng nào trả, đúng không? Bạn thân mà. Vậy như mượn 1 tỷ đi. Chồng chị quản lý rồi. Giờ xài thẻ không à. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Nói thiệt lòng nha. Dạ. Từ trước đến giờ có ai nợ em mà tới giờ chưa trả không? Dạ có. Vậy nhân cơ hội này em có muốn đòi tiền không? Nói luôn đi. Nói đi. Trời ơi chị ơi, tôi cần mua xe hơi, tôi cần mua đất. Dạ nói đi. Dạ không à, tại vì nó không đáng bao nhiêu hết. Chừng nào người ta có thì người ta nhớ thì người ta trả. Em muốn nói thay lời, muốn nói của vợ. Đã, cái đó mấy cái đó là em cũng đồng ý cho mượn. Nhưng mà anh hỏi nè, có lần nào mà chồng em cần một cái khoản tiền khá lớn để có thể là mua một chiếc xe hay mua đất đại loại đi, mà kêu em phải đi đòi tiền lại mà đòi không được? Có dự chuyện mua đất. Số tụi em không mua đất được học 3 lần nên giờ em thôi. Thì cần tiền mua đất để bây giờ thì tập hợp lại những người mượn. Em không dám đòi ai. Cũng khó. Rồi em có đi đòi nợ thù cho vợ không? Dạ không. Chị có ý kiến này, em nhờ anh Bin đòi giùm đi xong rồi chia 1%. Anh nói rất là lịch sự cho. Kính thưa bạn bè, thân bằng quyến thuộc của vợ chồng Ngọc Minh. Những ai đã đang còn nợ tiền của Ngọc Minh thì làm ơn trả tiền cho họ mua đất, bởi vì 3 miếng đất rồi bị ruột vậy.
Chứ bây giờ tụi em có muốn ra riêng không? Cũng có muốn cái nhà riêng. Có một thành viên mới thì sẽ thấy cái nhà mình nó sẽ chật hơn, đúng không? Dạ. Và tụi em rất cần một chỗ, mà chỗ đó thì chắc chắn là phải là một miếng đất để xây lên một ngôi nhà, đúng không? Chứ như vậy quý vị phải trả tiền cho Ngọc. Rồi, nãy giờ anh đang hỏi về cái tật xấu của vợ em. Vậy thì anh hỏi Ngọc Minh, chồng em có tật xấu không? Hơi nhỏ nhoi lắm mà. Nhỏ nhoi nha. Dạ. Thì giống vậy đó, em cứ kêu là thôi đừng có đòi, cái cứ nói là bạn vậy là không tốt. Anh nói không phải không tốt, người ta chưa có thích hợp để trả thôi chứ không phải là không tốt. Nhưng mà vợ này mà tốt dễ sao luôn. Mà tốt mà pháp bực luôn. Rồi còn gì nữa không? Giận dai. Giận ai rồi á là giận không chịu nói chuyện với người đó luôn. Hồi đó giờ có giận em không? Có chút chút à. Mà mỗi lần giận dai vậy là mấy ngày? Giận nửa ngày. Trời ơi, vậy mà dai cái gì? Cái đó là với em thôi, còn với người khác là giận luôn á. Không thèm nói chuyện với người đó nữa đâu. Đừng giận anh nghe. Rồi còn gì nữa không? Dạy hư em, giờ về em không có còn biết làm điện, làm nước gì. Hồi xưa là em ở nhà là điện nước gì em cũng làm hết. Trời ơi. Hai người này vui ha. Thôi nó vui. Ủa bây giờ cuối cùng đó là tầng 6 hay là tính tốt? Thì đó là cuối cùng lại giờ mong mỏi là thay đổi cái gì? Đừng ngủ sớm, đừng á, ít tốt đi một chút. Giờ xã hội lý không à. Anh như đừng ngủ sớm quá, đừng ngủ ít sớm. Tốt đi chút. 7 giờ là ngủ rồi. Xem giống như con gà vậy. Anh nói cái nè, Kim Ngọc, em đi làm là mấy giờ về? Dạ 5 giờ. 5 giờ về, em là 7 giờ tối ngủ đúng không? Dạ. Mà đi làm về cũng phải tắm rửa ăn cơm nước. Vừa tắm rửa ăn cơm nước xong xuôi 7 giờ bà này mới ngủ rồi. Không có anh, về em lên đâu rồi? Chắc 7 rưỡi hả? 8 giờ. Rồi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nha làm sao? Sáng tối thôi quá bỏ qua đi. Ủa em ngủ sớm vậy rồi sao em coi chương trình Vợ Chồng Son hả mình? Dạ em lên mạng coi. Em thích chương trình này không? Dạ thích, em thích lâu lắm rồi. Vậy thì giờ em có nghĩ rằng là sau chương trình này em sẽ thỏa mãn cái mong mỏi của chồng em không? Là bớt ngủ sớm một chút. Cái tốt thì vẫn tại giữ vì lại cái được. Thật sự mà nói cái ban đêm á nó rất thú vị. Lãng mạn ha. Thú vị lắm. Em á trời ơi. Nhưng mà mình ngủ sớm quá thành lãng nhách. Em sẽ cố gắng. Cố gắng nha. Cố gắng hết sức. Ok, đêm nay làm liền luôn em. Dạ. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều. Giống cô gái Ai Cập á. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó, ngồi sát. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật hay gì đó. Ừ. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Dạ. Còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền. Hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho trình nghe đi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau. Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ ai vậy, nhường cho vợ. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh. Và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu. Bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng nghe mà cái... là như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong từ một tuần đến ba tuần thôi ạ.
tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi, ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ, nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ, đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình, là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Hay là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là Minh, tại sao Minh lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là... Làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là... Cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là... Con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... Tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu
vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm, em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà còn lần thứ nhì, khoan, nhưng mà cái lần nó đi về là có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi, mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À? Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Nếu bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao? Hôm đó là bố biết rồi bố. Bố gọi điện ạ. Lúc đấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng được 1 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có lại. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao?
chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu, nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu và thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào? Có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi. Chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực. Áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy, làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui, chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi đâu. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Đừng có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi. Chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng, ngày mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái, người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thật ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á, là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình rồi. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á. Rồi mình có thích nghi. Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em, rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được. Bởi vì mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó. Còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không. Nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái khả năng của vợ con không? Tại vì của vợ của mình không? Tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok. Thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng.
thì mẹ khai thác triệt để nữa. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây cái tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho nên là em khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đến dở kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Đó, nên với em chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đạo đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu, đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi.
Ồ, vậy đấy, có chứ, nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có, khó ăn lắm ạ. Nhưng đó, mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... em muốn mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Ôi, này khó chia sẻ quá. Trong cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả. Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cằm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái cằm ràm đấy, đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, thì là em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điền này, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. À. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cằm ràm, đúng không? Cằm ràm nói nhiều. Thế có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, là phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không, rồi, em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin. Chưa bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói những chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay, bạn sinh năm 96. Vâng.
đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa, đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn, chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, đó, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Yeah. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào nó tự nhận thức nó. Yeah. Tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi. Thương mẹ và sẽ là thương vợ thương rồi lắm, thương con. Thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc giọng đến rồi. Mẹ thôi. Yeah. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với dạ. Dạ. Vâng, em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Rồi xin chào. Rồi.